Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok bạn, buổi sáng ngày hôm nay là sáng 27 Tết ha. Thì đang ở vườn bonsai Chí Mỹ. Thì mọi người đang chuẩn bị dọn cây để lát nữa chở lên cái hội hoa xuân của tỉnh Bình Dương ở Thủ Dầu Một ha. Đó. Tết nhất rất là lu bu giờ này. Chủ vườn còn mới tỉa cây xong nữa để đem đi luôn nữa. Cây này đi trưng bày thôi. Này gọi là bán thành phẩm các bạn ha, tại vì còn kẽm. Có hình có hài hết rồi, còn kẽm chưa gọi là thành phẩm. Này phải rọc nhuyễn ra đẹp hơn nữa. Vô luôn. Cũng thấy nhẹ quá đó, luôn cho năng kia ta. Màu nặng chứ. Ông làm không, mình lên clip mình phải màu mè chút xíu. Phải đầy đọ chút xíu chứ. Lùm xùm đồ lên đó, phải biểu diễn rồi. Ông kêu nó nhẹ. Rồi, sẵn cho mượn cầu thang leo lên cái chú Bi rồi. Leo lên trên quay cho mọi người coi. Để các bạn, đây là trên xe là những cái cây cối được chuẩn bị đi. Hai chiến luôn ha, trời đụng vô một cái sình không. Nè, có linh sa mà chủ yếu nè. Cái này gì quên rồi ta, cái này da du hả? Da du gì nè? Da. Da Ấn Độ. Trong kia là những cái cây cây tiểu. Bonsai tiểu, bonsai chung. Đó, để hai lớp luôn các bạn thấy không? Kê mấy cái bàn cà phê lên để tầng trên, còn tầng dưới cũng mới nữa nè. Này ăn chậu được mấy được hỗ trợ nhiêu tiền chứ Bi? Dầu nhỏ 100 ngàn. Dầu trỏ 100, dầu lớn 100 rưỡi. Có nghĩa là ba size các bạn, chậu mini á, là được cái này là tiền của bên hội sinh vật cảnh sẽ hỗ trợ cho nhà vườn, gọi là chi phí vận chuyển đó. Một cây tiểu vậy là 100k, cây chung chung là 150, còn mấy cây đại cây lớn chở cây này là chắc 2 xị, được 200 chi phí vận chuyển. Thì hôm nay nhà vườn Chí Mỹ sẽ đi khoảng 2 xe tải giống vậy. Đây là xe thứ nhất đó, sau khi chất đầy sẽ chở xuống đó là ở đâu chú Bi? Gì của Thủ Dầu Một quên à. Giờ chân bãi đâu, hàng chi mới là thợ giỏi rồi, chưa được chủ tịch. Chủ tịch ta nắm thông tin này, thợ giỏi làm không à, thì sẽ tổ chức ở Thủ Dầu Một hả các bạn ha. Cái này là trực thuộc tỉnh Bình Dương à. Đi cho lên đây kìa, vườn này cây nào không đẹp, không có cây nào không đẹp. Ông Dương làm vườn, làm vườn vậy là chết rồi. Làm gì có cây nào xấu. Đâu để coi coi, ở đây tính sơ sơ chắc 5, 10 chắc cũng phải 60-70 cây rồi đó. Tại trong kia nhỏ nhiều lắm các bạn. Cây nhỏ nhiều lắm. Cũng đủ. Đủ 2 cuốc xe. Cuốc xe tải và cuốc xe vận chuyển giờ tính nhiêu cậu bạn? Nhiêu? Trời, tính bẹo vậy. Này người quen rồi. Người lạ tính giá khác chứ sao tính vậy được. Chở không quên về Trà Vinh luôn. Ông quên quên, đẩy xuống cho tôi bước xuống cái, ông quên đẩy cái xe giùm tôi cái. Rồi, thank you cậu. Ui trời. Trưng bày đâu cơ mày? Trưng bày ở ngay chỗ đối diện, đối diện trung tâm hành chánh của Thủ Dầu Một. Thành phố mới á, ở bên thành phố mới Thủ Dầu Một, bạn trung tâm hành chánh. Hiện lát mình sẽ theo cái xe này rồi mình lên chợ, mình coi coi bày biện gian hàng như thế nào, tham gia hội hoa xuân luôn này nọ. Thì cái này là cái hoạt động hàng năm luôn ha. Hàng năm thì bên phía tỉnh là đều tổ chức hết. Đó, giao lưu mấy nhà vườn ở Bình Dương và các tỉnh khác nữa về tham gia giao lưu nhiều lắm. Này mà có thời gian đi Biên Hòa cũng mạnh nè, Biên Hòa bên Trấn Biên đồ này nọ thứ.
Như nguyên cây này nó đang, bạn thấy chơi cây cảnh á, cũng có nhiều khi cũng có nhiều sự cố ha. Đó, nhưng nguyên cây này nó đang hình hài khung đẹp thì có cái chi này nó đầu nó bỏ. Ha, nó bỏ chi, nó bỏ nguyên khúc này luôn. Giờ phải cắt bỏ này nuôi lại này. Nuôi lại mấy này ra. Coi như là bị súng găng. À. Thường thường bị mấy này là do sâu đục thân các bạn. Sâu đục thân. Hoặc là mình bữa mình có nói á, để đi người đi qua quẹt rồi ngày nọ gió rồi gãy. Cái này mà vô tới cái mùa giông nha các bạn. Qua Tết vô mùa mưa giông là cũng nguy hiểm lắm. Gió mạnh nó thổi cái là ngã nguyên cái này xuống luôn, bể chậu gãy chi tùm lum luôn. Đó, đúng rồi, đang mùa linh linh sam tím rệm luôn. Mà linh sam này nằm nở mấy lần trong tím rệm hết, đẹp. Kệ để sao được không? Chắc lên đại xe đi, kệ đi. Để có cột được không? Cột cột mà cái này nói chung là mình xe quen này, chủ xe cũng cậu mình luôn, chạy từ 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 cho nó đỡ. Còn đúng kỹ thuật là mình thấy nhất là những cái cây mà tiền tỷ á, cây xịn á, là người ta đổ cái lớp cát, đổ lớp cát cao như vậy xong rồi người ta mới chất cái chậu lên. Quá trình di chuyển chạy á, cái chậu nó không có sụp xịt đó, thì nó sẽ không có cạ. Còn này nếu mà gặp tài xế nào mà chạy không có biết ý, chạy nhanh tưng đâu á, mấy cái chậu nó sụp xa sụp xịt rồi toàn nó đè vô nhau nó gãy đó. Cái thời điểm này chắc là cũng rất là nhiều nhà vườn đang rất là tất bật để mà vận chuyển cây, đem ra chợ bán nè, rồi đem đến những cái buổi triển lãm, những cái hội hoa xuân nè. Đó, mùa này là mùa vui ha, thời điểm này. Lên cái này luôn hả? Được á, lên sao nè. Đó, ông Quy, ông quên lúc này lên thợ luôn ha. Thợ chính chưa? Hay phụ thôi? Phụ thôi hả? Nè, cắt cái này nữa nè. Quên lúc này cũng đỡ lắm rồi. Mấy người đỡ mới nổi. Phải 3-4 người đỡ mới được. Giờ này còn bao tử không? Còn hả? Đạt nó đi đâu rồi? Tất bật rồi, hai cây kéo tẻ. Làm sao mà không kéo rồi, tay là móc dây rượu nữa, bấm mấy cái là nút miếng. Sáng hôm nay trời lạnh các bạn, trời lạnh, có nắng xuống nó ấm. Mình mấy ngày Tết bệnh luôn, chạy xô quá, nhạt mũi luôn. Dạ. Đó là hoa linh sam các bạn. Ngập trời. Không là linh sam được cái nó nở rồi, nó nở kín lắm, đẹp. Trước nhà mà chơi bụi cũng đẹp quá anh em. Dạ. Mà bảo vệ luôn, tại nó có gai. Hình cây hàng rào là đẹp luôn á. Hôm bữa con tính trồng cái ở hàng rào nhà con á chứ, nhưng mà thấy điều sao nó cũng khó trồng hơn là bông giấy. Nó không có rộ vô bông giấy. Cái bông nó nhỏ vô bông nó mau tàn. Linh sam thì bông nó rất là đẹp các bạn, nhưng mà nắng lên nó đầu láng nó tàn. Vài tiếng thôi. Nhưng mà nó được cái nó rộ ha. Ví dụ như nguyên cây này á, nguyên cây cái tàn ấm vậy hết nha, mà các bạn biết cách làm bông á, là nguyên cái cây này bông không, bứt hết sạch lá luôn, nó giống như cây mai vậy á. Lặt lá hết đầu là lên coi như là kín hết bông, nguyên cây tím rệm luôn, không có cái chiếc lá nào luôn, rất là đẹp luôn. Nhưng mà không được lâu. Mấy cây này là ngày xưa mình sưu tầm ngoài Ninh Thuận không á, anh em gửi vô. Lúc mà mới về các bạn gọi là cây phôi, là mấy cái này không có đâu, nó như một khúc củi luôn á, không có chiếc lá nào á. Rễ thì người ta cắt tới đây nè. Rồi mấy cái này là những cái nuôi sao không nè đó. Còn tất cả đều là như cây củi vậy hết. Sáng sớm á, tại vì thường thường anh em gửi xe là từ khuya, anh em gửi vô tới Bình Dương này á, là đâu đó tầm khoảng 5 giờ rưỡi sáng là xe nó tới. Thì lúc đó mình á, là lúc đó mình còn làm nhà hàng,
Thì thường thường là thứ nhất là làm nhà hàng là sẽ rượu bia nè, cái thứ hai nữa là thức khuya. Mà mình mê cây tới nỗi nhiều lúc mình cũng xỉn bớt slot luôn, mà mình gán 5 giờ rưỡi sáng rồi phải dậy lấy xe đi chở về, chở một đống củi luôn, quăng trong cái xe xe hơi á, về quăng một đống trước nhà. Phụ huynh mình nói trời ơi, thằng này mới làm gì mà mới 5 giờ rưỡi sáng đi chở một đống củi về nhà. Lúc đó phụ huynh đâu có biết, lúc mới về các bạn hình dung là những cái này là toàn là mới nuôi không nha. Đây, cái này là mới nuôi lên nè, cái này cũng nuôi lên nè, cái này cũng nuôi lên, nói chung là toàn là nuôi. Nhìn vô là thấy một cái cây củi không, không có một chiếc lá nào hết trơn á. Đó, về đầu mới trồng, trồng đầu nó ra những cái mầm, cái tược ở đây, ở đầu cây nào ghép thì ghép, còn không thì nuôi dưỡng lên từ từ. Đó, 5-6 năm thì nó được cái vàng khung nó giống vậy. Mà đó mình bị ghiền á, ngày nào cũng mua, xong rồi sáng nào cũng đi chở về, có khi xỉn quá dậy không nổi. Rồi cây xe thì nó không có chờ mình, xe vô cái bến xe mà cái 5 giờ mấy nó tới, xong cái alo hoài mà mình bê xe lết quá ngủ dậy không nổi, không bắt máy nào, nó gửi lại cho cái bãi giữ xe của bến xe đó, xong cái lát mình chạy lên mình lấy phê. Nhớ lại thời điểm đó vui. Về trồng có những cái cây phôi rất là đẹp, nhưng mà về trồng nó chết, tiếc hùi hụi luôn. Mà thường thường vậy bạn, những cái con vật nào mà xịn hoặc là cái cây nào đẹp thường thường nó dễ bị đi lắm. Cây nào xấu thì nó sống dài, sống dài. Còn mấy cây độc đáo á, về tiếc hùi hụi luôn. Theo mình biết có những cái cây phôi linh sam phải nói là xuất sắc đỉnh cao luôn, nhưng mà chết cũng rất là nhiều. Của tất cả anh em mà mê cây luôn á nha, những cây phôi á, những cái phôi này là những cái phôi thuộc dạng là sau này, những cái phôi mà mình nhìn thấy nó cũng khá là ấn tượng, nhưng mà thật sự nó là dạng sau này thôi. Khi mà nhiều người nói chung là nó đã mạnh một thời gian rồi, chứ còn những cái phôi đời đầu á, phôi mà ít người chơi rồi, nó còn những cái cây khủng, cây quái, cây lắc, cây léo rồi á, mấy cái phôi đẹp lắm các bạn, nhưng mà cũng đi bụi hết. Lúc đó kỹ thuật chăm sóc và chưa có biết, anh em khai thác cũng chưa biết cách khai thác, chưa có nhiều kinh nghiệm khai thác về, nó bị chết mấy cái phôi khủng rất là đẹp, uổng. Còn mấy này là đời sau thôi, đời sau nhưng mà cũng đã rất là đẹp rồi. Còn bây giờ linh sam hầu như là hết luôn, hết những cái cây nào mà có lũa đồ, cây bự, cây đồ là hết. Giờ còn mấy cái cây con nó mọc lên đó, của cái những cái con nhỏ lên thì chắc khoảng chừng 20-30 năm nữa, với điều kiện là để yên, không có khai thác gì nữa, thì chắc nó từ từ nó sẽ phục hồi cải thiện lại. Chứ giờ là khai thác quá hầu như là hết luôn, sạch luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chờ chất đủ cái thùng cây này, xong rồi mình sẽ đi một chuyến xuống dưới Thủ Dầu Một để coi bày biện chất lên như thế nào, quay cho mọi người coi một cái không khí của một cái nhà vườn vào cái dịp xuân đến, thì sẽ có những cái hoạt động nào, chuẩn bị gì để là du xuân, để giúp cho người dân đồ có nơi đi triển lãm, đồ coi cây cối như thế nào, hưởng cái không khí mùa xuân rất là vui vẻ ha. Chưa thấy YouTuber nào mà nhiệt tình như mình luôn, nhiều người nói đụng chỗ nào làm chỗ đó luôn. Được không quên? Không, đừng có thấy lên camera rồi ông biểu diễn này nọ, nó lật cái chậu một cái là đền không nổi cho người ta đó ông quên. Tôi cũng hay ra vẽ mấy vụ này. Tôi cũng hay ra vẽ mấy vụ này, tôi cũng bị ăn đạn hoài đó ông quên. Hồi đó cậu bị xích qua chú quên đụng tàn. Biết nguyên cái vườn này nè, ông đám xi măng tới đâu con Mỹ kê cây tới đó, còn Huy vô chú Huy ông lao làm quá trời. Tự đẩy, có nhà có xe này đỡ lắm Nam. Có đỡ chứ, không có khiên tay mệt lắm. Mình con Mỹ làm á, về cây đó. Này ngắm buổi tối phê lắm. Chậu hai đổ à. Đó gãy tàn mấy cây kia
tôi nói ông rồi, ông đừng có ông đừng có biết để cậy nữa đó, để hai cái cậy kia lên nhấc cái này qua nè. Qua đây hả mày? Nhà vườn bây giờ có những cái này nó cũng đỡ lắm các bạn, nhưng mà cái này thuộc dạng thô sơ, này bằng tay thôi. Có nhiều nhà vườn người ta đầu tư cả máy nâng mà xài bằng binh đâu này nọ thứ, là người ta có thể thay chậu những cây lớn được luôn. Ví dụ mình nói ví dụ như cây này đi ha, cây này mà giờ muốn thay chậu, cây này thường thuộc dạng nhỏ thôi, có những cái chậu nó bự hơn, ví dụ như cây vú sữa kia kìa. Nhưng mà đại ý đó là vậy. Bây giờ cây này nếu mà thay chậu cũng phải 3 người, thấy không? Bây giờ lật nó ra rồi làm rễ làm này nọ thứ. Còn đối với những nhà vườn mà người ta không có người, không có nhân sự thì người ta có máy nâng đồ, người ta cột dây vô đây nè, xong rồi người ta nâng lên, ta đưa nguyên chậu lên, ta cắt rễ dưới xong ta hạ xuống lại, thì nó cũng hỗ trợ rất là nhiều và nó đỡ những cái tai nạn, những cái này nọ cái thứ ha. Ví dụ như mình nói cây này nó bự đi, 3-4 người cùng vô khiêng, thế nào lúc mà làm nặng á nè, giống như cái tay mình làm nặng á, dùng sức á, lát cái tì đè vô lâm la đầu nó gãy, gãy mấy cái này hả. Cho nên là có cái dụng cụ hỗ trợ là cũng ok lắm. Này là lát chậu, để mấy chậu nhỏ nhỏ lên đây. Hai cái luôn hả? Trời ơi, chở được không? Có ngã không ta? Cột. À có cột vô. Hồi lúc mà lúc trước á, là mình mua cây ở ngoài Ninh Thuận á, là tối anh em post lên mạng, xong mình mua anh em gửi vô. Rồi có lúc mình thấy mua vậy ít quá, hoặc là mình kết nối được một cái nhà vườn mà người ta có nhu cầu bán, người ta có sẵn một cái số lượng cây, số lượng nhiều, người ta muốn bán rẻ đó. Thì mình mà lúc đó mình có điều kiện á, mình mua rẻ, là có lần là mình gũ này cũng là cậu mình, cậu Hoàng chạy nguyên chiếc xe tải ra ngoài Ninh Thuận, xong rồi đó cũng chất một đống cây giống vậy nè, chở vô Bình Dương cho mình. Nó mua đã hả cậu ha? Mua phê luôn. Mua xong rồi đi về trong ngày, các bạn mua cây mà đi về trong ngày ra ngoài về ở nhà 3-4 giờ sáng. Rồi ok, xe chuẩn bị lên đường rồi, một lát xuống dưới kia mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi ha. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đang quẹo vô cái khu vực triển lãm của tỉnh Bình Dương ha, nằm ngay trung tâm triển lãm hành chính của thành phố mới Bình Dương đây. Rồi, xe cộ nhà vườn là đang tất bật chuẩn bị rồi. Vô đem cây vô nhà vườn. Đó, đẹp chưa kìa. Đậu bên kia luôn à. Nhà vườn vô xuống cây á. Đậu đó luôn không? Đậu xe bên này đi. Đầu nhét vô đây luôn hả? Kế bên đó luôn hả? Ok các bạn, đang có mặt ở trên Hội Hoa Xuân tỉnh Bình Dương ha. Mèo Bình Dương avatar quá, mèo Bình Dương kiểu cọ quá. Rất là đẹp các bạn nè, ngay đằng sau mình đó là cái trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương ha, rất là dễ tìm. Thì bên này là Hội Hoa Xuân, giờ mình đầu đi vô đây.
các nhà vườn rồi các lĩnh vực về cây đá lũa đồ đang tập trung ở đây, đang dọn dẹp vô. À, đầu lên cây nè, này giấy Mỹ mai chữ thủy đẹp chưa. Giờ đang là công tác chuẩn bị sắp xếp thôi nha các bạn. Cái vườn của chiến Mỹ nằm góc đằng kia, mình đi từ ngoài vô để mình quay cho mọi người coi có những cái gian hàng. Đây là nhà sách nè, này của đang chẳng chị cô có cây ngô nữa, cây này cây ngô, cây bắp ha, Nam Ngô trồng một mớ cây ngô luôn. Này là của thư viện tỉnh Bình Dương nè các bạn. Đi hội qua sân rồi có sách báo đồ này nọ thứ. Đây có hồ cá nè, sẽ có cá trên này nữa. Đang chuẩn bị hồ cá đây, lau dọn lên cá. Đây là khu vực đá, đá lũa đẹp không? Đá cẩm thạch ta. Này chim, đây là các chiến binh, các tác phẩm tham dự triển lãm dự thi là có mã số ha. Tiều Phu Quái Tử, có nghĩa là người ta nhìn cái người ta hình dung nó giống như là một người tiều phu điệu đứa con đằng sau lưng. Này là nguyện cầu, nguyện cầu là cầu nguyện. Long Trượng, này giống là một cái bức tranh thủy mặc ha. Sơn Thủy Hữu Tình đó. Đầu bò đuôi cá, thì cái này cái người sưu tầm, các nhà sưu tầm, các nhà chơi, người ta sẽ coi như là sưu tầm được những cái khúc lũa nào mà ấn tượng, thì người ta sẽ nhìn vô cái hình tượng đó đặt tên. Ví dụ như cái này là đầu bò đuôi cá, các bạn thấy nha, đầu có con bò hai sừng đàng hoàng ha, bò có miệng có mũi đầy đủ, đuôi thì giống như nàng tiên cá vậy đó, cho nên đặt là đầu bò đuôi cá. Đây là cái gì? Đầu con giáp là chắc con chuột hả ta? Nó con chuột hả? Đầu con giáp. Hey. Hey, núi có những cái đường đi như thế này, chằng nghèo, treo leo khó khăn rồi, đường Trường Sơn. Nè, thân cò này nhìn giống cò. Cò thì thường sẽ đứng một chân ha. Đó. Nhìn như con cò vậy đó. Rất là nhiều luôn. Thì cái này chưa có đầy đủ đâu các bạn. Cái này đang là chuẩn bị thôi. Hồi nãy giờ mình vô cái không gian này là mình ấn tượng nhất với cái tác phẩm tiểu cảnh này, Một Cõi Sơn Hà. Quá đẹp. Chất liệu cây để sử dụng trong cái này gọi là đại cảnh luôn, chứ không phải tiểu cảnh nữa rồi. Nó là cây sâm núi ha, này sâm trái nè. Sâm trái. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều cây dáng chực. Tác phẩm này đỉnh á. Ốc đá này là có thác nước luôn nè các bạn. Thì lúc mà vận chuyển người ta phải vận chuyển này cực ha, phải chơi xe cẩu nặng. Và phải nói là phải có kinh nghiệm đồ này nọ, không là nó gãy tại rất là nặng, hoặc là nó làm rớt mấy cái liên kết này ra. Thì lúc mà vận chuyển thì người ta phải xả nước ra để cho nó nhẹ bớt đi, rồi lát nữa người ta trà rửa đồ người ta lên nước. Đẹp ghê không? Đúng là một cõi sơn hà luôn. Núi non trùng điệp, cây cối xanh tốt, vạn vật coi như là tương sống tương trợ tương hỗ lẫn nhau. Đó, có cây, có rêu, có cỏ, có đá. Ở dưới này có cá. Hốc hang đẹp ha. Nhìn nghiêng luôn. Động á. Đây có dây điện đây. Chắc là sẽ có thác nước. Sẽ có nối máy bơm ở đâu đó. Xuống. Rêu thì cũng 5-7 loại rêu. Cỏ rất là đẹp. Chất liệu đá này không biết đá gì, không biết phải đá da voi không, chắc nó quá đẹp quá.
Trên một cái tiểu cảnh đó bạn, ví dụ như một cái mô hình mà đồi núi này thì có nhiều form dáng ha. Ví dụ có dáng trực là ở trên cái trường núi nè. Lại lại lên, còn ở đây là từ trên vách núi thì có cây dáng thác đổ. À, nghệ nhân là như là đủ dáng thế luôn, cây nằm ở trên đỉnh núi thác đổ rớt xuống. Còn ở trên trường núi thì dáng trực đi lên từ từ. Toàn bộ là xăm trái hết ha. Toàn bộ là xăm trái hết nè. Trái chi chít. Trái chi chít hết. Đây là mặt lưng. Đằng trước là mặt tiền, đây là mặt lưng. À, mặt lưng cũng đẹp, thấy không? Mặt lưng thì dắt nó đứng hơn. Còn cái mặt tiền thì dắt nó thai thoải hơn. Nó xô ra nhiều cái góc hơn. Quá phê luôn các bạn. Rồi bây giờ mình qua gian hàng Chí Mỹ đi, bên kia còn nữa. Bên kia là những cái chân, lát mình sẽ đi vòng vòng qua bển luôn. Đây. Đây là hai cái ô mình của mình ba gian luôn hả vậy? Tới nỗi mà ở đây người ta nói cái khu vực này của Chí Mỹ. Ba gian luôn các bạn, ba gian hàng của bonsai Chí Mỹ, đây là những cái cây mới bưng xuống. Quý Mão 2023 ha. Đừng để đại đi, rồi hồi nó xếp. Cứ đem xuống để đại lên trên kệ đi, còn là hồi nó xếp. À. À, đa dạng về giống luôn. Linh Sam, Sơn Liễu, Tùng, Gia, Trang. Cái này là bonsai theo gọi là kiển cổ, à, kiển cổ bonsai Việt Nam. Đây là mai chiếu thủy ha, lan. Đây này có lan luôn. Mấy em lan này cũng đem đi dự thi luôn á. À, lên đây chơi cũng gặp mấy anh em bên bò sát, mấy anh em bên sinh nhật cảnh. Nói chung là sinh nhật cảnh, những anh em mà trong sinh nhật cảnh với nhau thì quen biết với nhau là khá nhiều. Nhưng mà mạng xã hội á, mạng xã hội là nó coi như là nó mở rộng cái mối quan hệ, phải nói là không giới hạn luôn hả các bạn ha. À, coi như là mình có rất là nhiều người bạn quen biết nhau 7-8 năm rồi mà chưa gặp mặt nhau lần nào. À, thì đây là Nhật, một trong những người bạn như vậy. Anh em biết nhau khá là lâu rồi nhưng mà hôm nay mới gặp, hôm nay mới gặp ngoài đời. Này là anh Cường, hàng xóm, cũng là bạn trong ban tổ chức luôn anh. Anh trong ban tổ chức luôn. Ok các bạn, hàng xóm nhà luôn. Mai chưa thấy. Anh có gian hàng nào anh, hay hôm nay anh đi vụ thôi? Dạ. Năm nào cũng vậy luôn ha anh, mấy năm trước anh, em nhớ anh cũng có gian hàng mà. Năm trước rồi thi, năm nay mới hôm nay là bận quá. À, ban tổ chức là không được thi. Đẹp quá bạn, mình thích những cái cây mai chiếu thủy mà lùng lực như thế này ha. Này là gu của mình, lùng lực. Một trong những cái dáng mình thích thôi, lùng lực, nhìn cái cây nó gấu, nó lực. Ồ, bên kia người ta làm nguyên cái vòm bằng gọi là cái gì quên này. Lan hồ điệp, lan hồ điệp. Đã, coi chủ bông. Không khí mùa xuân nó tràn ngập luôn. Hôm nay trời hôm nay cũng mát mẻ nè, không khí mát mẻ, nắng dịu dịu. Rất là ok. Đi qua khu bên kia đi. Qua khu bên kia thì đây cũng là lần này lần thứ mấy ta? Hình như cũng là lần thứ 2, thứ 3 gì mình đi tham gia hội hoa xuân đó nhưng mà không có quay. Hôm nay là lần đầu tiên quay cho mọi người coi có gì ha. Phòng ban tổ chức. Đây phòng tranh. Dạ. Tên gì đăng ký cho? Dạ Nam Ngô Farm.
Dạ. Dạ mấy con bò sát á. Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh. Đang chuẩn bị các bạn này khu vực mỹ thực ha. Đàn chanh, đàn cò. Mà đang chuẩn bị thôi chưa vô. Ồ, mấy cái đồng tượng đồng đẹp quá ha. Thì bây giờ cho tới ngày 29 rồi 30 rồi thì các gian hàng sẽ lên hàng. Lên hàng đem hàng lên để trưng bày phục vụ cho mấy ngày xuân bà con đi chơi rồi mấy gọi là bà con công nhân rồi công nhân viên rồi không về quê được thì có cái điểm du lịch dẫn trẻ con đi chơi chụp hình. Bên này còn mấy cái tiểu cảnh đẹp lắm nè. Còn mấy tiểu cảnh nữa. Mình mê tiểu cảnh các bạn. Mê. Tiểu cảnh là gì? Tiểu cảnh là nó có cây, có đá, có cây, có đá, có nước. Nói chung là nhiều chất liệu trong một cái tác phẩm thì nó gọi là tiểu cảnh ha. Thì giống như mình chơi cá biển đi, cá biển thì có người thích nuôi là only fish, nuôi cá không. Có người thì nuôi san hô không, có người thì chơi cả hai, cả tạo một cái thế giới nó hòa hợp đó. Đẹp quá trời. Quá đẹp ha. Xôi bóng mùa xuân, thấy không? Những cái tên tác phẩm là cái cây nó đánh cái cành rớt xuống đây, nó xôi cái bóng xuống. Xôi cái bóng xuống cái mặt hồ này. Mê quá. Ghiền tiểu cảnh. Này là tùng. Bách lộc kỳ nham. Đá là chất liệu đá là đẹp ha bạn ha. Nó gọi là sử dụng cái đá này chúng ta hình dung là trong tự nhiên là những cái bờ biển mà nó bị nước biển nó gọi là xâm lấn á, nó tạo ra những cái hang hốc rồi chẻ nhìn nó rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn. Cái này là bờ biển ở miền Nam Việt Nam mình mà như là miền Trung á ta, nơi đâu miền Trung cái tỉnh nào á mình quên rồi, anh em nào nhớ nói cho mình bữa mình đọc. Đẹp lắm. Đá gọi là đá không biết luôn, không biết, không dám nói bậy luôn các bạn. nói chung mình cũng không phải là một cái mình cũng có nói nhiều lần rồi, mình làm clip rồi mình cũng có tìm hiểu, cũng có chơi, nhưng mà nói chung là không phải là lĩnh vực nào mình cũng là chuyên gia, cho nên là không phải những cái thông tin nào mình nói ra nó cũng phải là thế này thế kia hả bạn ha. Một người thưởng lãm thôi đó. Đôi khi có những thông tin mình cũng quên đó. Nhưng mà thấy nó rất là đẹp, rất là tự nhiên ha. Các bạn thấy không? Làm à. Ví dụ như đây mặt hồ đi lên này, lên từng phân cấp rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp luôn. Cũng là một cái cây tùng cành rớt nằm trên một cái ngọn núi cao đánh xuống. Đây là những cái đảo nhỏ. Ở trên cái đảo có cái chùa. Đầy tu à. Yên tĩnh luôn, thanh tịnh luôn. Vì mình mà có một cái hồ, có một cái đảo đây, ra đây đảo luôn cũng được. Quá đẹp. Là bự bự cái tiếu vô ngồi luôn. Mình thấy những cái tác phẩm này thường thường là có người ta có tích hợp trong này là máy bơm. Để bơm nước lên rồi nó là đổ thác xuống. Đó. Này là cũng chất liệu là sam núi nè. Ở đây người ta tạo thành những cái rãnh, tạo những cái khoang để người ta đổ đất vô, người ta trồng cây nó rớt xuống. Và những cái đá này các bạn, không phải hồi xưa mình nghĩ là nguyên khối ha. Tất nhiên nếu mà kiếm được cục đá mà nguyên khối nó đẹp để mà tạo tác khắc phẩm thì là điều tuyệt vời, hoàn mỹ rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đắp thêm vô đó, phải đắp thêm vô để cho nó ra những cái đường chân nè các bạn thấy không. Cái này gọi là những cái đường chân, nó tạo cái dáng thế lên cái đá mình, nó giót lên từ từ, nó đẹp. Thì một tác phẩm đỉnh cao nữa làm từ cây linh sam. Giai điệu mùa xuân, đúng không? Tưng tưng tưng. Nghệ nhân. Có cái cầu. Cầu chắc cũng lâu ngày không đi rồi, nó cũng thời gian rồi dây rồi nó đứt hết trơn à.
cái chất liệu đá đen là lên lên tiểu cảnh đẹp quá. Đây đá, nước sẽ chảy từ đây nè các bạn, nước chảy từ đây. Này là dạng cái suối nhẹ thôi, suối ha, suối chèn, à, dạng suối chèn. Còn bên này là thác nè, nước ra đây thác xuống nè. À, thấy cái bóng cây nó in xuống dưới đây không, đẹp ghê không, rất là đẹp luôn. Nước rung rung nhẹ nhẹ nó lãng mạn, dốc râm râm mà nhìn thích hả? Đẹp ha, râm râm đẹp lắm á. Mình sau này mình muốn chơi, mình chơi bonsai thì mình sẽ mình nói chung là mình sẽ cố gắng học cái cách làm cái này. Mình nhìn mình đẹp ghê đó, nhìn thích ghê luôn á. Mình thích sẽ tự làm hơn các bạn. Ngày xưa mình chơi bonsai thì lúc đó mình làm nhiều việc khác, mình không có thời gian, năm ra là mình lúc đó mình có tìm một cái anh thợ để anh làm cho mình là chính. Nhưng mà sau này thì mình coi như là mình sẽ chơi nó đơn giản lại, nhưng mà mình sẽ tập tự làm, tập tự thi công tất cả mọi cái luôn, để nâng cao cái kỹ năng của mình lên, nó sẽ thích hơn. Còn lúc trước là do mình chơi mà mình có buôn bán, cho nên là mình mướn, mình thuê một cái anh để anh làm cho mình. Nhưng mà như vậy thì nó cũng không sướng lắm. Cái nào mà mình chơi mà mình tự thao tác được thì sẽ sướng hơn rất là nhiều, và mình sẽ học hỏi được rất là nhiều. Còn lúc trước mình, ví dụ như mình nhìn cái cây mình có thể hình dung ra nên làm thế nào, nên làm thế nào, thì mình nói ảnh làm theo ý mình. Đó, thì nó cũng sướng, nhưng mà tự làm sẽ sướng hơn. Đẹp ha. Cổ mộc huyền nhai. Nhìn những cái gốc mà nó gọi là nó khuất khuất á, ẩn ẩn thác á, nhìn nó huyền bí ha, chiêu á, dính á, mịn, toàn rất là mịn. Còn rất là nhiều tác phẩm nữa, nếu mà có dịp đi đi sâu vào bộ môn bonsai này, được thăm nhà của những nghệ nhân đồ này nọ, người ta chơi sẽ có những cái tác phẩm nó khủng khiếp hơn các bạn, nhưng mà người ta không có đem đi triển lãm. Cái này là những tác phẩm đem đi triển lãm, sẽ còn nhiều nữa ha. Này mới có đem như đây thôi, sẽ còn nhiều nữa. Thì đi tàu đàn cũng sẽ gặp được rất là nhiều cái tiểu cảnh đẹp, như bên kia còn nó kìa, qua bên kia coi luôn. À, bên này có khu ăn uống chứ, phải có. Chúng mình đi quay mấy cái không khí ngày xuân này để cho các bạn nào ở xa, ở xa thì cũng có thể tham quan coi cái không khí ở tỉnh bạn rồi như thế nào. Mấy ngày xuân này mà có thời gian mà đi, coi như là hầu như tỉnh nào cũng sẽ có một cái hội hoa xuân, mà mình thấy cái chất lượng ngày càng rất là được nâng cấp lên rất là nhiều luôn ha, tỉnh nào cũng có. Đẹp không? Này chất liệu đá khác nè. Lâu quá mình không tiêm xúc với mình mấy cái đá gì mình quên tên. Đẹp. Thạch động. Hang đá. Này cũng đẹp. Mát. Này tác phẩm này sử dụng chất liệu cây là sơn liễu. Ồ, có cây dừa độc quá ta. Cây giống cây dừa độc quá ta. Giống cây dừa. Giống cây dừa ha. Không biết cây gì nữa. Đẹp. Nghiêng nghiêng này giống miền Tây, leo lên đây nhảy xuống hồ nè, đúng không? Quá đẹp. Thì những cái tác phẩm này người ta sẽ đưa những cái ý tưởng mà người ta thấy trong tự nhiên vào một cái tiểu cảnh thu nhỏ như thế này. Cho nên là chúng ta nhìn rất là dễ bị gọi lại cho chạm vào trái tim, tại vì nhìn chúng ta nhớ một cái kỷ niệm nào đó. Nó thế hệ trước, thế hệ xưa mà nhìn thấy cảnh này tự nhiên nhớ hồi xưa mình cũng cùng với đám bạn chiều tới ra cây dừa ở chuồng nhảy xuống sông đồ này nọ, tự nhiên nhớ đúng không? Những người mà thuộc dạng giờ mà chắc năm mấy tuổi đồ này nọ đó, nhìn vô ấy nhớ, nhất là những người xa quê đồ đó ha, nhìn vô là thấy nhớ tuổi thơ.
Nè các bạn coi rễ nó ăn luôn tới đây luôn nè. Trồng rễ ăn xuống tới đây luôn. Hành rễ, rễ này giống như của rừng ngập mặn luôn. Rễ nơm rồi lòi thôi chứ đất luôn á. Ờ, từng gốc một luôn á. Đẹp lắm. Cái này là cái cái gì ta? Cái này giống bên quên tên, quên nhiều quá, nhiều lắm. Nhiều thông tin quá. Tự nhiên nói đụng vô cái quên, đụng vô cái quên. Đẹp. Nhưng mà cái này Đà Lạt như nhiều nè. Mấy cái chuỗi chuỗi chung với lại tụi xương rồng đồ này nọ đó, thường thường á, sen đá xương rồng đồ. Ok các bạn, thì đây là một cái không khí của mùa xuân ha, rất là rõ ràng, là rất là gọi là ấm áp mùa xuân rồi. Thì mình đang đi vào cái ngày hôm nay là ngày 27, thì các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị cho cái mùa xuân sắp tới ha, dọn lên những cái tác phẩm của mình đã chăm sóc trong suốt một cái năm qua để cho mọi người có thể đến tham quan và chiêm ngưỡng cùng vui xuân, rất là thú vị luôn. Giờ mình quay lại bên kia mình coi 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 là đã dọn lên xong chưa, nhưng mà đó là chưa hết ha, còn một xe như vậy nữa mới đủ cái gian hàng của Chí Mỹ. Thì ok mọi người, thì những ngày xuân thì đi quay những cái hoạt cảnh như thế này để mọi người có thể tham quan chiêm ngưỡng, những người ở xa thì cũng có thể hòa chung cái không khí ở đây, cũng như là bà con mà xa quê nhìn cái không khí này cũng cảm thấy ấm áp, nhớ quê hương đồ này nọ các thứ. Thì mình cũng rất là vui đi khi mà được đi tham dự như thế này. Rồi, những ngày xuân thì không biết nói gì hơn, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip thật là vui vẻ ha, chúc cho mọi người một năm mới thành công hơn, đạt được những cái mục đích, mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm mới. Bye bye.